Tức là cái hội đồng y khoa đó người ta mới làm một cái cuộc là xét nghiệm, thử nghiệm cái này, mượn cái tội phạm này ở trong trại giam, ta đem ra người ta mới nói thế. Ngày mai đó người ta sẽ giết anh, giết bằng cách nào? Người ta trói anh lên trên giường, tay chân trói hết, bịt mắt không cho anh thấy gì hết, người ta mới cắt cái mạch máu của anh, rồi ta hứng cái thao này, anh mới nằm anh nghe máu nó chảy tỏn tỏn tỏn, mà chừng nào nó hết chảy là anh chết, đúng không? Nghe ghê không? Ghê quá. Thì ngày mai họ làm thiệt, họ bắt cái anh này lên, nó để trên giường trói là hết, bịt mắt là anh lấy cái đồ anh khứa khứa vậy, thì anh để cái chai nước với cái thao, rồi nước nó nhiễu tỏn, anh tưởng đâu máu anh chảy tỏn tỏn, anh nghĩ là máu nó chảy, nhưng mà cuối cùng chưa hết lấy cái chai nước anh chết tươi, anh chết tươi luôn, thấy không? Thì mà ta nói là cái máu anh chảy xuống cái thao đó, anh nghe nó chảy tỏn tỏn, mà chừng nào nó hết chảy là anh chết, là hết máu rồi anh chết. Thì người ta cắt thiệt, nhưng mà ta giả bộ ta làm khứa 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 vậy thôi, mà ta để cái chai nước, rồi ta mở cái ven đó, nó chảy xuống cái thao tỏn, anh nằm anh nghe tỏn, máu mình chảy ra tỏn nhưng mà chưa hết cái chai nước anh chết tươi rõ không? Như vậy là thân đau tâm cũng đau. Vì vậy cho nên á, bác sĩ người ta thử nghiệm cái đó, là ta cấm bác sĩ là không được nói cái người bệnh nhân đó mai chết hay mốt chết, không cho. Cái bà này bà đau, nhưng mà bác sĩ nói bà yên chí đi, mai tôi cho bà xuất viện, mà thật sự mai chết. Cũng vẫn nói bà mai cho xuất viện để bà mừng, chứ thể được bà tưởng đâu mà tỏng tỏng á, bà chết đi. Ý của bác sĩ là như vậy. Thế thì hai cái giường bệnh ở hai bên. Cái thằng bé này nó 10-15 tuổi mà nó ung thư nặng lắm, cái miệng nó thật là nặng. Còn cái người kế bên đây cũng ung thư mà nhẹ hơn nó, thế thì chừng một phần nó tới ba phần, mà tuổi thì lớn mà thằng bé tuổi nó nhỏ hơn. Mà cô này cứ khóc rên tối ngày, không ai chịu nổi hết. Còn thằng bé này nó niệm Phật, nó niệm Phật, cái miệng nó đau lắm, nó không thể nói ra được, nhưng mà cái sâu chuỗi 18 hộp cứ nó lần thì nó niệm, thì nó lo nó niệm Phật, nó không thấy đau, nó không có nghĩ đau, cho nên nó không có rên. Còn cái bà này đó, đã đau rồi mà thấy đau nữa, cứ nghĩ đau nữa, chắc mai tôi chết không hả, phải bác sĩ tới hả, chừng nào tôi chết bác sĩ, cứ sợ chết không hả, sợ chết cứ rên khóc. Thì thằng bé này nó ai cho tiền nó mướn cho cái chị này đừng có khóc, thì giao tiền cho chị ta, thì chị ta nín lát quên thì cũng khóc nữa. Rồi nó mướn tiền, nó có nhiều tiền nó mướn cho cái chị này đừng khóc nữa thôi, đừng rên nữa thôi. Mà nó thì nó niệm Phật, nó không có rên la gì hết. Thế gì bác sĩ Quách Việt Trâm mới nói rằng đau thì thằng bé này đau ít, mà cái cô này bên này đau nhiều, thì đáng lẽ thằng nhỏ này nó phải rên nó la gấp hai lần cái cô này. Cô này lại rên la, mà nó không rên la vì sao? Vì nó đau cái thân mà tâm nó không đau, tâm nó không đau, vì nó lo nó niệm Phật. Cái tâm nào rồi nhớ Phật, cái tâm nào nó nhớ bệnh, cái tâm nhớ Phật, cái tâm nhớ bệnh nó quên, cho nên nó đau mà nó không rên. Còn bên đây không có nhớ ai hay cứ nhớ đau không, nó đau thêm. Có nhiều người nhức răng không mà bò, quý vị lết bò cùng nhà la không ai ngủ được, có nhức răng không rồi thấy mình đau, nó đau thêm, thân đau tâm đau. Thế bây giờ Hòa Thượng Thích Quảng Đức tẩm xăng ở trong người này, ngài lấy gòn tay ngài cột trong này, ngài tẩm xăng trong này, rồi ngài mới mặc áo, ngài đắp y này, ngài ngồi giữa lộ đó, ngài đốt, đau lắm chứ. Bây giờ mình cứ thử qua cái tàn thuốc, một cái cây nhang nó đụng mình rồi mình nhảy nhổm luôn. Cái này ngài tẩm xăng, ngài đốt, ngọn lửa nó lên hai thước, mà ngài xây qua, ngài dồn tăng ni, ngài bình tĩnh cho đến khi ngọn lửa nó tàn, không có một cái cử chỉ nào gọi là sợ hãi hay là hoảng hốt hết, bình tĩnh như thế. Đau chứ, nói ngài không đau là vô lý. Ai xác nhận được cái đốt con người như vậy mà không đau? Nhưng mà thân của ngài đau, tâm của ngài không đau. Lúc đó ngài làm gì quý vị biết không? Ngài cầu nguyện cho tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt, nên bình đẳng giữa đạo Phật với tôn giáo. Ngài cầu nguyện cho tổng thống Ngô Đình Diệm,
chứ đâu có nghĩ đau đâu, mà lo cầu nguyện cho tổng thống Ngô Đình, không giận không thù không hờn ai, cầu nguyện cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên cuối cùng rồi quả tim của ngài không cháy, và ngày hôm nay trở thành là danh nhân của thế giới. Đến lúc đó mà ngài nói là tôi đốt mình, tôi thù Ngô Đình Diệm, giờ không ai tôn xưng ngài đâu, không đâu, không đâu. Cho nên mình học cái gương đó, cầu nguyện cho tổng thống Ngô Đình Diệm, chứ không phải là ngài chống đối gì, không chống đối. Nên bình đẳng, bởi vì Ngô Đình Diệm tức là ưu đãi cho Thiên Chúa mà đàn áp Phật giáo, làm cho đủ thứ chuyện khổ đau, tăng ni chùa chuyện khổ đau. Ngài nguyện cho Ngô Đình Diệm lấy cái tinh thần bình đẳng đó mà đối xử với tôn giáo với nhau. Ngài cầu nguyện có nhiều thôi. Như vậy là quý vị thấy là đau thì trường hợp thân đau mà tâm không đau, trường hợp là thân tâm cùng đau, hai cái trường hợp đó chúng ta thấy. Như vậy cái người tu của chúng ta, giới luật của chúng ta, trong cái hoàn cảnh mà chúng ta giữ giới, chúng ta tạo được cái giới hạnh của mình, thì mấy cái trường hợp này chúng ta học tập. Có những chuyện, giờ tôi nói ngoài lề đó quý vị, có những chuyện mà chúng ta không thể chịu nổi, không thể chịu nổi. Như vậy ngay trong gia đình của chúng ta, ở trong con cái của chúng ta, cha mẹ đối với con cái, vợ chồng trong đây có những cái bất hòa nè, thì Đức Phật dạy chúng ta có một cái pháp chung để chúng ta hóa giải được tất cả những cái đó nè. Cái chung đó là gì? Là hỷ xả. Tôi nói cái chỗ này để quý vị thấy là quan trọng. Tôi có cái ông bạn tôi hồi nhỏ học chung tiểu học, rồi lớn lên thì mỗi người có cái lý tưởng riêng. Tôi đi đàn, anh nó đi ngã, tới giải phóng rồi anh mới về quê gặp lại. Có gia đình nhà cửa cũng, ông bà để ruộng lại cũng khá lắm. Có hai đứa con, mà đứa lớn với cách đứa nhỏ là 15 năm. Thì đẻ cái thằng Út sau này, con trai ảnh cưng lắm. Chiều rồi cổng thằng nhỏ trên, ngồi trên cái vai đó, rồi nó lấy hai cái tay nó vỗ cái đầu ảnh, nó múa lâm. Cưng vậy cỡ nào đó, con trai Út mà cưng dữ lắm. Nhưng mà khi thằng con trai ảnh nó 18 tuổi, nó trưởng trưởng thành rồi, rồi không biết ảnh với nó có cái gì đó mà hai cha con bất hòa với nhau 3 năm không ai nói tới ai. Thì cha nhà dưới thì con nhà trên, thì con nhà trên ba nhà dưới vậy, không nói tới ai. Chỉ thì chỉ rầu vô phương mà không biết làm sao hóa giải được. Bữa tôi về ngang thì ảnh thấy tôi ra, ảnh mời tôi vô nhà uống nước chơi, anh em cũng nói chuyện vài câu, cái anh mới đặt vấn đề. Tôi khổ quá ông ơi, tôi nói anh mà khổ gì, có hai đứa con này, đứa lớn này nó học hành ở Sài Gòn, còn thằng Út nó ở nên nhà cửa ruộng đất xe cộ lộn xùm vậy mà thua ai đâu mà khổ. Không phải tôi không khổ về vật chất mà khổ thằng con. Tôi với nó 3 năm nay không ai nói tới ai, nó ở nhà trên tôi ở nhà dưới, tôi ở dưới nó ở nhà trên, anh có không có khổ không? Tôi nói thôi vậy được rồi. Cái đó Phật nó quán tán hội đó ăn, ghét mà gặp nhau là khổ, sáng gặp chiều gặp, trời sôi gan rồi phải không? Anh nó bực mình luôn. Thôi bây giờ anh làm cái kế hoạch nhỏ đây thôi, có kết quả không? Thì hôm nào chỉ nấu cơm, chỉ dọn lên bàn rồi anh coi nó đâu, anh kêu con vô cơm với bố rồi con. Không bao giờ tôi kêu nó bằng con, tôi thề. Con anh không kêu thôi, chứ nó ông nội anh không kêu. Kêu thấu. Sao không biết về suy nghĩ sao cả tháng sau rồi. Chiều chỉ nấu cơm thì dọn lên bàn đó, nó ra nó vá xe đạp ngoài cái hiên nhà đó, anh nói Dũng, để nó đi rửa tay vô ăn cơm với bố. À thế thì thằng nhỏ nó để nguyên tay nó vậy, dồn nhớ không chạy vô ôm cổ hung, con chờ bố nhiêu đó 3 năm. Như vậy chỉ mới điện thoại cho tôi, chỉ nói kết quả rồi thầy ơi, kết quả rồi. Chỉ có nhiều đó không mà kết quả. Tôi mới thấy là cái pháp chung, vợ chồng con cái tu chung cái pháp đó. Còn những cái chuyện khác là riêng, nhưng mà cái này chung. Đó nè, ngay trong chùa mình cũng phải có cái chung đó chứ. Thì như vậy là khi mà chúng ta xả đó thì chúng ta mới vui, mà chúng ta không xả là chúng ta không vui. Nói hỷ xả, nhưng mà nói cái hỷ trước, cái xả sau.
Nó tham sân si, nhưng mà cái si trước cái tham sân sau. Chúng ta nói xả thì mới hỷ, xả rồi mới vui, chứ không xả là không vui. Đây cái chuyện thứ hai này. Dì ruột cái cháu ruột, nó tới nó nói với dì nó, má con chết, ba con chết, vợ chồng con giờ có mình dì, cha cũng dì, mẹ cũng dì, giờ dì cho con mượn tiền làm ăn, thiếu vốn làm ăn. Không hỏi mày làm cái gì ra làm sao nữa, trình bày tao nghe coi. Mở tủ đưa 4 cây vàng, không có hỏi gì hết, không có nói gì hết, đưa được. Thôi về làm thiệt là tốt. Nếu ở đời mà ai cũng được vậy hết, chắc thế giới này cực lạc rồi. Cực lạc á. Mày hỏi nó chứ mày làm cái gì chứ. Cho nên chúng ta cúng dường đó là tam luân không tịch. Cái bà đó đưa cho cháu không hỏi gì đó là một luân. Mình vô mình cúng cho cái chùa đó là một luân. Mình đem cái gì mình cúng cho cái gì đó là một luân. Cái chùa đó là hai luân. Không nói ông trụ trì gì hết, cúng thôi không nói gì. Là ba luân. Còn này đó, mình vô mình cúng, mình kêu ông trụ trì tới, ghi vô sổ. Phương danh ghi tu trên nghe không? Ghi cái bản đó tôi ghi tu trên nè. Không có luân nào hết trơn. Không có luân nào hết. Đó nè. Như vậy là bà dì đưa cho đứa cháu ruột 4 cây vàng. Một năm không bao giờ hỏi. Thì bữa đó bà với nó thì ở chung một đường. Nó thì đầu đường, bà ở giữa đường. Nó đi chợ, nó về, tay nó xách cái giỏ đồ ăn, tay nó ôm nửa trái mít. Bà ngồi bà nghĩ thế nào nó cũng cho mình phần tư. Vợ chồng nó ăn gì hết. Có hai vợ chồng mua nửa trái, thế nào gì nó trẻ cũng cho mình phần tư. Bà đợi hoài tới chiều không cho. Thì năm rồi bồ đề tâm nó khởi lên, bây giờ bồ đề gai nó lỡ nổ lên. Bà chờ tới tối không có, khuya 4 giờ đập cửa đòi tiền. Cái quân mày đã ăn cháo đá bát. Đâu có gì đá, đâu có nửa trái mít mà đá gì. Nếu bà suy nghĩ đó, nếu cái tiền lời bà đưa 4 cây vàng để cho dai đó, mà lấy cái lời 1 năm nó lên Long Khánh mua hết giường và cho bò ăn hỏng hết. Chứ có đâu mà chờ cháu nó cho phần tư trái mít không có là nổi bồ đề điên lên. Quá trời quá đất. À, thấy rõ ràng chưa? Là, cho nên khi tôi nói tôi chứng minh rồi quý vị thấy. Chứ không phải nói cái chuyện đơn giản. Như vậy khi chúng ta xả nó thì chúng ta mới hỷ, mà không xả thì không hỷ. Cho nên trong cái biểu tượng trong Phật giáo của chúng ta đó là đầu năm có cái biểu tượng Đức Phật Di Lặc cười, mà cười đầu năm chứ không cười cuối năm. Mà trong tất cả những cái tượng Phật ở trong Phật giáo chúng ta là không có cái vị Phật nào cười hết. Đó nè, trang nghiêm tề chỉnh đỉnh đạt, thì đâu có vị nào cười hết. Mà cười quá trời cười luôn, bụng thì bự cười thế thôi, quá trời cười. Thì bên cạnh nó có ông Địa cũng cười, cũng bụng bự cũng cười nhé. Nhưng mà cái cười của Phật Di Lặc với cái cười của ông Địa nó giống nhau không? Ông Địa cười là thế thái nhân tình, còn Phật Di Lặc cười là vì xả ngài mới cười. Ngài xả ngài mới cười. Mà ai trên đời này xả thì mới cười, chứ không xả thì khóc. Không xả là khóc. Nói, cái anh bạn tôi khóc 3 năm trời, thấy thằng nhỏ là nổi sung điên lên. Mà chỉ có cái xả không, cái cười. Rõ ràng như vậy. Ông Địa ngày xưa đó là ông rất tốt bụng, mà ông nghiêm trang không bao giờ cười hết. 1 năm 12 tháng không ai bắt gặp ông Địa cười hết. Nghiêm trang lắm, nhưng mà tốt bụng, cho nên mấy bà bán hàng bây giờ hàng nào cũng có ông Địa hết. Sáng thì không biết mở cửa ra bán được không biết, cà phê sữa thuốc 3 số của ông Địa cái đã, vì ổng tốt quá, ổng tốt quá thì mình cũng tốt với ổng chứ, nó đời mà. Hôm nọ có cái anh chàng đã đi buôn lỗ tới nói ông Địa, ông giúp cho con đi, con lỗ quá, bây giờ ông giúp con đi, mà cái chuyến này con trúng mánh á, con cúng cho ông con giật 2 chân. Rồi trúng nhưng mà cũng chưa hết nợ, vái thêm nữa khắc nợ, chuyến nữa trúng còn cúng con vật 4 chữ. Cũng trúng nữa nhưng cũng chưa hết nợ nữa, vái lần nữa con cúng con vật 8 chữ. Tới chừng trúng lần thứ 3 này cái
con gì tám chân, bắt con cua đồng nướng, lật ngửa lên để cái dĩa đó cuốn ông Điệp hai cái càng sáu cái ngoe. Ông Điệp ông cười quá trời, cười mát trời ông Điệp. Như vậy tôi nói cái cười của Đức Di Lặc có phải là cười mát trời ông Điệp không? Không phải, mà ngài xả rồi ngài mới cười. Cho nên trong gia đình có những cái khúc mắc, có những cái mặc cảm, có những cái gì đó trong gia đình đó không ai cười nổi, không ai cười nổi. Bà Phật tử tôi bà chia cho thằng con bà cái nhà, cái khúc dưới bà ở khúc trên, bị có cái bàn Phật, bà sợ nó không có quét bàn Phật. Thôi tụi con ở khúc dưới mà ở khúc trên. Con dâu của bà sáng nó quét nhà tới cái ranh nó tấp lên cho bà, nó không quét. Bà nói trời ơi, nó sùng sùng sùng, thầy ơi, gan ruột nó sâu sâu trong này hết trơn. Nhưng mà con biết tu thôi kệ nó. Rồi con quét xuống với nó một thước, tới chừng bà, bà quét xuống nó một thước, mà nó quét lên cái ranh nó tấp lên bà. Ba năm, cũng ba năm. Bà nó hết cười nổi. Ở nhà không có ai cười, nghĩa là suốt ngày suốt đêm không có một nụ cười nào hết trơn. Thì bữa đó con nó chết, nó có con gái nó năm sáu tuổi, nó sốt xuất huyết nó chết rồi. Nó để con nhỏ nó nằm bệnh viện để nằm đó. Thì bà tới bà ngồi đó, tụng kinh cho nó đi. Không nói gì hết. À, má tụng kinh cho, tụng kinh cho nó đi. Bảy nó thấy bà tụng kinh, bà xách mỏ xách tiếp, nó không ra dơ dĩ, bà đâu dám tụng. Con nó đâu phải con mình, cho nên con dâu nó tụng kinh cho nó đi. Bà lên bà xách cây mỏ tới bà tụng kinh cho nó. Cái nó ngồi nó nghe, nói với bà cùng ngồi nghe, bà thấy cũng vui. Sau cái đám tang đó là mẹ con cười luôn, cười hết rồi. Nhờ cái tụng kinh cho nó đi. Nam mô Đại Bi Phật Thượng Phật Bồ Tát. Rồi nó cười với bà cười luôn. Nó thấy nó an lạc vì nó đang khổ quá, mà nó thấy má nó tụng kinh cho con nó, có một cái gì an ủi nó, tự nhiên nó không khóc nữa mà nó cười. Nhờ cái buổi kinh đó mà nó cười. Rồi cái má nó cười, con nó cười, hỷ xả. Như vậy là có ông Phật Di Lặc trong cái nhà đó. Thấy không nè? Cho nên ngày thị hiện ngay cái ngày đầu xuân là cái ngày đầu năm mà dân tộc Việt Nam mình là dành cho cái đầu xuân đó vui, đẹp, an lạc cho họ cử nhiều chuyện. Thứ nhất là không được đánh trẻ, trẻ con. Hồi đó bà nội tôi á dặn là Tết không có đánh nó nghe chưa? Tao không có ăn cơm đó. Hỏi sao vậy nội? Sao không cho đánh? Đánh mãn năm bị đòn hoài chịu vì nổi. Cho nên ba cái ngày tôi làm trời làm đất mà bố tôi không dám đánh. Đánh mà nội tôi đâu có ăn cơm. Tôi làm đủ thứ chuyện hết mà không dám đánh. Trời đất tới hạ niên mùng 7, ông đánh ông kể từ mùng 1, ông đánh tới mùng 7 luôn. Nội suối con mà ba con đánh từ mùng 1 tới mùng 7. Bữa nay đánh cái này là mùng 1 nè, cái này mùng 2 nè, tới mùng 7 nè, cử tới không đánh. Quảng hồn. Rồi quét nhà không có cho quét, quét ra. Ra tiền nó ra hết. Rác rến rồi ăn vỏ dưa rồi hộp vỏ hộp dưa đồ kiến lửa không tấp vô. Trời ơi nó cắn thôi gần chết rồi cũng tấp vô không cho quét ra. Tiền nó ra hết. Nó đâu có tiền đâu ra. Tủ không cho mở. Chiều 30 rồi là nhất định giấu chìa khóa không cho mở. Mở năm đó mở tủ hết tiền ra hết. Cũng không chờ luôn. Cái gì cũng cử hết. Cử hết. Là để dành cho những cái ngày đó để cúng kính ông bà cha mẹ đi chúc Tết, chứ còn không làm gì. Thì nhà chùa của chúng ta đó, Tết là chúng ta thấy cái hình tượng Đức Phật Di Lặc ngồi đó bụng to thiệt to gì, quá trời cười tít tép để cho bổn đạo về đầu năm đó, rồi học cái hạnh hỷ xả của ngài. Trong năm đó khỏi cần cầu an đâu gì, khỏi cần cúng sao cũng gì hết, cứ cười đi. Bảo đảm không có cười mà cúng chi, không ai cười nổi mà cúng làm gì. Cái bà đó dưới cầu Bắc Bến Tre, bà qua cái chùa Cồn Thái Sơn, bà thấy thầy trụ trì mới về lãnh cái chùa đó nghèo quá. Bà nói chùa vậy thì nghèo dữ vậy, tôi xuống từ dưới nhà bếp lên trên lu hủ chén bát gì cũng có mẻ trên. Thôi thầy yên chí, để tôi về tôi vận động con cháu tôi cúng cho thầy cho đầy đủ hết. Về bà vận động con cháu, bà chở qua một ghe máy cúng hết, cúng hết vui vẻ lắm. Rồi tới mùng 8 đem cái danh sách cúng sao đưa cho thầy, mà thầy trụ trì không đọc trước, lấy đồ máy qua chợ hết.
Thì cúng sao làm gì? Cúng sao làm gì? Chỉ có cái chuyện không đọc cái danh sách trước gia đình bả thôi, là bả đem đồ mai qua bả chở hết, mặc một đống luôn, hết xuân luôn, hạ không? Đó là cái biểu tượng trong Phật giáo. Hồi nhỏ tôi thấy cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, tôi mới nói thầy tôi sư bổ quỳnh, chùa mình không có thờ cái tượng, mà con qua cái chùa con thấy có thờ có cái tượng, mà con nói mai mốt con thành Phật, không có thành cái tượng đó đó, không thành cái ông Phật đó đó. Thầy tôi hỏi tại sao mày kỳ vậy, Phật gì mà quá trời tay chôm chôm như trái chôm chôm vậy, như Phật Thích Ca vậy con mới chịu, còn cái Phật đó con không chịu, tay chân này như trái chôm chôm. Bây giờ tôi thích thành Phật đó, bây giờ tôi thích thành Phật. Tại sao? Tại chúng sinh khổ nhiều quá, cho nên phải nhiều để cứu khổ. Đó này, tôi đi hoằng pháp, tôi đi các nơi, tôi thấy tội nghiệp, tội nghiệp quá. Mà bây giờ mình tôi sao tôi giảng cho hết? Tôi phải làm ra nhiều cái đầu. Làm cái đầu này tôi đi, còn cái đầu kia đi, đầu kia đi, đầu này để đi thuyết pháp. Chỗ nào tôi cũng làm được việc đó. Tri hành trong đạo Phật, cái biểu tượng đó là tri hành của đạo Phật, chứ không phải thiệt cái hình đó đâu. Không phải, mà tri hành trong đạo Phật, tức là hành của Bồ Tát, thấy cái việc đó, làm cái việc đó, nhận định cái việc đó, chỉ có Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát mới làm được cái hành đó. Cho nên bây giờ chúng ta tạc cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm mà này, 1.000 mắt 1.000 tay chưa đủ, mà chúng ta phải làm là hằng hà sa số tay, hằng hà sa số mắt. Mấy cái hạnh nguyện của Ngài mà chúng sinh đau khổ biết bao nhiêu. Thế bây giờ quý vị thấy tôi đi Âu Châu, tôi tưởng là bên đó họ văn minh dữ lắm, họ không không có khổ. Họ khổ dữ lắm. Chứ đâu phải họ văn minh gì họ không khổ đâu. Mình cứ tưởng rằng là chắc xã hội họ tiền bạc như vậy, rồi ăn ở, ăn ngủ của họ sạch sẽ, sang trọng lắm. Con nít bên đó mà về Việt Nam một lần nó không dám dám về nữa, nó dư, nó không có ăn. Bên đó mà bán ngoài đường không bao giờ con nít ăn. Ngủ và ăn của nó là sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng mà họ khổ vô cùng. Họ khổ dữ vậy. Quý vị biết họ khổ làm sao? Sinh con ra là chính phủ nuôi hết. Học hành chính phủ lo bệnh hoạn, cha mẹ không lo gì hết. Mà không ai sanh hết. Tôi hỏi sao vậy? Dạy không có được. Tức là cho nhà đó đẻ ra một thêm một đứa thì phải đổi cái nhà thêm một phòng. Nhà hai vợ chồng, đứa con sinh một đứa nữa phải đổi cái phòng. Chứ không thể nào ở chung ba phòng. Rồi nó ở trong cái phòng của nó sinh hoạt với nó, chứ không có ông bà cha mẹ, không có cơm nào mà trong cái thành viên này ngồi lại với nhau. Nó không biết ai. Thì để anh chị, họ chưa để anh chị, nó có biết ai đâu để. Nó không biết dòng, biết họ, biết ông nội, bà nội gì, không biết ai hết trơn. Nó chỉ biết mình nó thôi. Đời sống của nó chỉ độc lập mình nó thôi. Ăn thì xuống tủ lạnh đó, lấy ra ăn, chứ ăn rồi xong chung vô phòng nó làm gì đó, không ai biết hết. Mà nó gọi cảnh sát, nó chỉ má nó ghê lắm, ghê lắm. Người này làm khổ là làm việc ngay. Quý vị thấy chưa? Cái mối quan hệ gia đình, cha mẹ, con cái mà nó gọi cảnh sát, nó nói bố nó ghê lắm, nó chỉ cái này ghê lắm, là cắt ngay này. Thì như vậy sanh con làm gì? Cho nên họ khổ dữ lắm. Họ khổ về cái mặt tâm lý mà bức rứt cô trong cái tâm lý này, họ khổ ghê lắm. Còn mình nói vậy chứ, có cháu nội rồi, tối rồi kể chuyện tắm cám cho cháu nội nó nghe. Dẫn bà nội đi vệ sinh, đi mua trầu cho bà nội ăn, bên đó không bao giờ có đâu. Vật chất tiền bạc, đời sống rất là cao, nhưng về cái mối quan hệ gia đình trong thân tộc, tất anh em rồi cha mẹ rồi ông bà cha mẹ này, coi như con số không. Con số không. Trừ ra những Phật tử của mình ở bên đó mà còn một chút gì đó, cho nên họ kèm con, họ dạy nói tiếng Việt Nam. Rồi họ dẫn đi chùa, mình mới rờ rẫm nó được. Còn con nít bên đó mình rờ nó một cái là nó kêu cảnh sát tới cổng mình. Nói cho quý vị biết, chứ không đơn giản đâu. Cái đời sống của họ như vậy, tức là cái văn minh của họ quá trớn, quá trớn. Thành thử ra cái nề nếp với đạo đức luân lý trong gia đình không còn.
Tôi quan sát hết ở Âu Châu tôi thấy. Trừ ra có những Phật tử mà họ thuần đạo, rồi họ đi chùa, họ dẫn con, họ đi tụng kinh, rồi họ gần gũi với đạo bạn, với quý thầy, còn một chút gì đó thôi, chứ còn ngoài ra không có. Mà ít lắm. 10 gia đình như vậy, 100 gia đình như được 1-2 người. Cho nên họ nói với quý thầy này, đời của tụi con nó cái lớp này già rồi, thì lớp sau này nó không biết chùa chuyện gì. Phải về. Anh kia nói, thôi con tôi học cái lớp 9 thôi thầy, tôi cho nó nghỉ, sao vậy kỳ anh. Anh đâu có nghèo khổ gì. Vậy chứ thầy có đó. Trong xóm tụi nó đi nó hư hết. Và tôi có một thằng à, nó hư nó chắc tôi thắt khổ tôi chết quá. Thôi cho học lớp 9 thôi. Nhà của ông thờ đặc biệt đó. Chính giữa thờ Đức Phật Thích Ca. Bên này thờ Đức Quán Đại Bồ Tát. Bên kia thờ Đức Một Kiền Liên. Tôi nói chùa tôi không có thờ cái đó. Làm sao đây? Nhà ông thờ ngộ vậy. Đức Một Kiền Liên là gương hiếu thảo. Bây giờ quý thầy thấy đó. Vấn đề đạo đức hiếu thảo, con cháu nó đối với ông bà cha mẹ tệ lắm. Cho nên tôi thờ Đức Một Kiền Liên, tôi chỉ cái gương đó cho con cháu dòng họ. Tôi thấy là Một Kiền Liên là hiếu thảo. Mà gia đình con tỉnh quỷ chúng thờ cái Đức Một Kiền Liên, bên Quán Thế Bồ Tát, bên Đức Phật trên giữa. Dưới này là Đức Trần Hưng Đạo, dưới này là Bác Hồ, bên đây là họ nội, bên đây họ ngoại, nhà ba gian thờ kỹ lưỡng đạo. Mà thờ Đức Một Kiền Liên đặc biệt. Như vậy người ta hết hồn. Người ta thấy một cái bối cảnh của xã hội mà là tuổi trẻ bây giờ nó mất đạo đức. Thì cái chất xám của xã hội là ai? Là con người có đạo đức, không phải có kiến thức mà phải có đạo đức. Nó có học vị, nó có kiến thức mà nó không đạo đức, thì nó đem cái học vị, cái kiến thức này nó làm ác tài trời rồi. Thì thiên hạ chết hết. Phải có đạo đức đi cùng với kiến thức. Học vị này mà con người có học vị cao, có kiến thức rộng mà không có đạo đức thì con người đó tàn ác. Ví dụ cái người dốt là họ giận nhau, họ thổi một thổi thôi. Họ tức quá họ nói không được, họ giọng cho một giọng thôi. Sưng mắt, mù mắt gì đó đại khái. Còn cái người có học thức, họ cầm cái bút này họ giết, chết hết. Mà không những chết, chết cả thế hệ. Cái người có kiến thức, người có học vị. Và cái người dốt, cái có đơn giản lắm. Mà cái người có học thức đó, cái ác của họ. Cho nên trong Thiền Lâm Bảo Ứng, tôi dạy đó. Ác nó có hai, ác hữu hình và ác vô hình. Cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, cái ác vô hình là cái ác lớn. Giết người là cái ác nhỏ, mà hại người là cái ác lớn. Quý vị thấy không? Như vậy là luật pháp của thế gian là cho giết người là đại hình, nhưng mà Thiền Lâm Bảo Ứng nó giết người là cái ác nhỏ, mà hại người cái ác lớn. Có thể người ta hại người một lần chết một toa xe lửa, chết một khách sạn, nhưng mà giận quá người này giết người này con người thôi, mà cái hại người đó cái ác lớn. Cái ác vô hình là cái ác hại người, mà cái ác hữu hình là cái ác giết người. Trong Thiền Lâm Bảo Quân nói rõ ràng như vậy. Là chúng ta thấy cái xã hội của chúng ta, rồi cái người tu Phật của chúng ta là phải ráng cố gắng. Chúng ta giữ gìn cái giềng mối của đạo đức. Bây giờ vậy, tức là tôi ví dụ rồi. Giới sát sanh là giới thứ nhất, quý vị có giữ được không? Mô Phật con giữ được. Khi mình nói mô Phật con giữ được là cái tướng của giới sát sanh nó có ở trong tiềm thức của chúng ta. Vậy khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh phải sát sanh là cái tướng đó nó hiện ra đây. Cái tướng của giới sát sanh nó hiện ra đây. Ta dừng lại đi. Mà không có cái giới tướng đó là ta tha hồ. Ta tha hồ. Bởi vì mình có muốn sát sanh, mình dự định sát sanh, thì không có cái gì, có cái tướng đó nó hiện ra, thì đâu có cái điều kiện nào để ngăn chặn được. Và chúng ta làm theo cái gì? Cái bản năng của mình. Bây giờ mình ăn cắp. Khi mình thấy cái đó mình muốn ăn cắp, thì cái giới tướng nó hiện ra là giới thứ hai là không được gian tham trộm cắp, rồi chúng ta dừng lại. Còn chúng ta không có cái giới tướng đó, có không cái hình ảnh đó, thì chúng ta tha hồ, chúng ta ăn cắp. Như vậy tất cả cư sĩ, tu sĩ chúng ta thọ cái giới đó rồi, thì cái hình tướng trạng của cái giới đó nó ở trong cái tiềm thức của chúng ta từ lúc đó cho khi chúng ta chết. Rồi cái thứ tư là giới hạnh. Giới hạnh. Chứ hạnh có nghĩa là gì? Tức là cái hành động của mình. Cái hành động của mình. Đôi khi cái vị đó chưa thọ giới đó sổ sàng lắm.
đi đứng rồi ăn nói rồi này kia khác nữa là không có chững chạc. Nhưng mà khi thọ giới rồi về cái tự nhiên chững chạc, bốn quay nghi đồ tề chỉnh đàng hoàng, thì cái đó là gì? Là cái giới hạnh. Cái giới hạnh người ta trang nghiêm. Cái hành động đó mà người, cái người không có giới đó thì nó sổ sàng, nó bung lung. Đó nè, mà cái tướng trạng, cái hành động của cái người đó có thọ giới thì nó điềm đạm, ta gọi là oai nghi. Hữu oai khả kính, hữu nghi khả phục. Mà có oai thì chư thiên lời và loài người cung kính. Có nghi thì chư thiên và loài người mới phục. Kính phục là oai nghi. Như vậy người có oai nghi là người có giới, giới thể, người có giới tướng thì mới có giới, giới hạnh. Cái này thì không phải làm bộ được. Tôi qua Đài Loan, thế thì tôi thấy mấy cái vị tăng sinh trẻ chừng 18, 20 tuổi mà vị nào cũng đeo cái sâu chuỗi trường hột dài khỏi rúng mình luôn. Tôi ngồi tôi quan sát và tôi bên Việt Nam mình thì các vị trưởng lão đi dự lễ rồi có chuỗi cái này cái nó, nhưng mà bên đó thì các vị tăng sinh trẻ đều mang chuỗi hết, nghĩa là sinh hoạt hàng ngày chứ không phải là mang cái sâu chuỗi lên chánh điện không. Chúng ta nhớ cho mình mang cái sâu chuỗi lên chánh điện thôi, còn xuống chánh điện là mình cất. Còn bên đó là các vị tăng sinh trẻ đó mang chuỗi thường ngày lúc sinh hoạt, mang chuỗi trường dài. Đến chừng tôi hỏi thì quý vị mới trả lời là do mang cái sâu chuỗi này mà các vị đó không nhảy không dựng được, nó lắc. Quý vị bữa nào quý vị mang thử đâu, quý vị giỡn coi. Rồi quý thầy quý cô người mang sâu chuỗi dài rồi giỡn thử coi, nó lắc lung tung, đi cũng phải chững chạc, ngồi cũng phải chững chạc. Tất cả mọi cái cử chỉ hành động của cái con người của mình đều phải giữ trang nghiêm thì sâu chuỗi này nó mới ngay ngắn, nó mới yên. Còn hễ mình nhúc nhích là cái sâu chuỗi này lên lúc lắc. Cho nên mang sâu chuỗi để giữ oai nghi chứ không phải mang sâu chuỗi để niệm Phật giảng sanh, khác nhau. Mang chuỗi thế mà để giữ oai nghi. Thì bữa nào mình muốn thử rồi mình làm thử mình biết. Mình thử mang sâu chuỗi đi, rồi mình giỡn thử mình biết. Lúc lắc cái nó lúc lắc mà chạy nó khung thì nó cũng không được, khung cũng không được mà chạy cũng không được, nghiêng cũng không được, nhất định là phải về phải thẳng. Cho nên cái cách mà người ta giữ oai nghi của các vị tu trẻ là họ mang chuỗi để họ giữ oai nghi. Cũng có cái hay của người ta, mình cũng nên học cái đó. Tôi về tôi đề nghị trường Phật học mỗi thầy mang, nó thôi sư phụ bực mình lắm, giống như là tôn hành giả mà mang cẩn cô khó. Mấy thầy nhỏ họ từ chối thì họ giỡn không được. Mang sâu chuỗi làm sao, đá banh làm sao đi tắm mưa, nó không được, cho nên mấy ông không chịu mang. Khổ vậy. À, thế thì bây giờ chúng ta mới bàn thêm cái giới hạnh này. Mà này, bàn sâu chút cái giới hạnh này chút. Trong cái tu hành của mình mà phải bàn cái này. Như vậy chúng ta mới thấy cái giá trị của giới. Cái giá trị của giới. Như vậy là quân đội có giới, đúng không? Công nhân viên chức có giới. Đấy là, trong gia đình mình cũng có giới, và tu sĩ chúng ta cũng có giới. Như vậy nói cái giới này thì đâu phải là chỉ có tu sĩ mình không có đâu, mà là tất cả đoàn thể ở cái xã hội của chúng ta đều có giới. Đoàn thể. Như vậy gia đình mình là một đoàn thể 5 người, cha mẹ với 3 đứa con là tập thể rồi, thì phải có giới chứ. Thành viên của gia đình. Thì như vậy chúng ta thấy cái gia đình 5 người đã là tập thể. Thì như vậy trong cái gia đình của chúng ta có cái giới gì? Tức là cái lễ giáo của gia đình. Cái lễ giáo của gia đình. Phải có lễ giáo của gia đình. Như vậy đó, ông bố đó, ông dặn đi học thì mấy giờ về?
mà có muốn đi thêm nữa thì báo cho bố biết, chứ không được tự động muốn đi đâu thì đi. Như vậy là lễ giáo. Lễ giáo. Rồi tối đứa nào lên thắp nhang trên bàn Phật, phải cắt ra đứa nào thắp nhang trên bàn Phật chứ. Rồi đứa nào đó ngủ dậy lo xếp mùng xếp mền, phải có cái lễ giáo đó chứ, ngăn nắp đồ đó đàng hoàng. Thì như vậy là cái người cha là chủ gia đình mà có cái lễ giáo thì các con ở trong cái gia đình đó, các thành viên trong gia đình nó sinh hoạt một cách đều đặn, không có đảo lộn. Còn bây giờ trong cái gia đình đó 5 người mà mạnh ai nấy làm, không có cái sự sắp đặt, không có cái lề lối gì hết thì ôi búa xua, ai biết đâu rồi. Đâu có nói con đâu, con biết. Nó nói tôi đâu biết đâu, đâu có nói tôi đâu biết đâu. Không ai biết gì trời. Thành ra cái gia đình này là cái gì? Cái rừng. Không có ai có cái trách nhiệm gì hết. Cho nên trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình này thì cái đó là lễ giáo gia đình, tức là cái giới mà gia đình này ta chấp hành. Thì như vậy quý vị thấy rằng từ cái việc chấp hành cái lễ giáo trong gia đình đó, mỗi thành viên đều ngoan ngoãn làm theo cái trách nhiệm của mình và đều đặn cái gia đình nó không xảy ra chuyện gì hết. Không xảy ra chuyện gì hết. Chuyện ai nấy làm. Cho nên ở trường đó, để tôi nói cái này rồi quý thầy quý cô rồi luôn, mình có đệ tử, gửi đệ tử vô trong trường học, rồi cái đám gì ở nhà cũng xin cho đệ tử về hết. Nay là chung thất cho bà Phật tử này, viết giấy nó xin cho đệ tử tôi về phụ chung thất, mai cái cúng rằm cái xin về. Trời ơi, khổ người ta dữ lắm quý vị ơi, khổ dữ lắm. Ai có quản chúng rồi mới biết. Tôi mà nghe mà bổn sư mà xin cho về đó, tôi rầu 3 ngày, bỏ cơm 3 ngày. Quý vị biết sao không? Là vì nó trái với cái gì? Cái luật. Trái với cái luật. Bây giờ cái chú tăng sinh này quét cái sân đó mà ổng đi về rồi, ai quét? Không lẽ ban quản chúng đi quét? Không có người quét. Mà điều cái ông này qua thì cái công việc này ai làm? Mà nó xáo trộn, chỉ có cái quét sân này không á, ăn cơm trễ, vô lớp trễ, rồi hành đường trễ, tụng kinh trễ, 3 ngày mới kéo lại được. 3 ngày mới kéo được. Thì quản chúng bỏ cơm 3 ngày. Quý vị thấy người ta khổ không? Cho nên á, quý vị có đệ tử gửi đi học, làm ơn cho nó đi học, chừng nào trường cho nó về là về. Đừng có xin phép về cúng tuần cúng thất gì hết. Ban quản chúng người ta khổ dữ lắm. Thầy hiệu trưởng chưa khổ mà ban quản chúng họ khổ. Họ điều chúng không có được. Cho nên tôi từ cái chỗ đó tôi mới thấy cái lễ giáo gia đình mà nó xáo trộn, y như là trong chúng mà một người đi về là công việc không ai làm là xáo trộn. 3 ngày mới ổn ổn định lại cho quý vị biết. 3 ngày thì quý vị thấy rõ ràng là hãy sáng dậy quét cái sân này nó trễ thì nấu cơm trễ, bởi vì điều người khác nấu cơm vô đấy, tức là điều qua điều lại làm xáo trộn hết. Rồi nó trễ lên ăn cơm, nó trễ ăn cơm, nó trễ là rửa chén, nó trễ rửa chén, nó trễ là lên lớp, nó trễ rồi ra học, nó trễ là tụng kinh, nó trễ, mà nó kéo 3 ngày như vậy, trễ hết như vậy. Thưa quý vị thấy trong chúng sao? Giới luật nó quan trọng, nó quan trọng như vậy. Thế bây giờ sang học trò, trên cuộc đời này đó có những cái thành phần này không được tự do. Học trò không được tự do, quân đội không được tự do. Hai người này tự do là chết. Quân đội mà tự do xách súng quân bắn ai bắn sao? Cho nên học trò không được tự do, quân đội không được tự do. Học trò là phải có kỷ luật. Mà cái trường nào mà kỷ luật mà sắc mà tốt đó thì học trò nó nên. Mà cái trường nào mà cái kỷ luật nó lỏng lẻo, nó lôi thôi đó thì học trò nó hư hết. Bây giờ cha mẹ phụ huynh quý vị cho con đi học, quý vị muốn con nó nên hay muốn con nó hư? Muốn con nó nên thì nên gửi cái chỗ nào mà kỷ luật thiệt tốt mới được. Cái ông thầy giáo mà dễ với học trò đó, nó thương lắm, nhưng mà tôi thi đức nó thù. Nó thù. Bởi vì lúc dạy nó khoái lắm, thuộc không thuộc thì cũng được, nhưng mà nó thi rớt nó mới thù. Nó thù dữ lắm đó.
chứ phải chi hồi đó mà ổng kỷ luật tốt, giờ mình đâu có tệ, mà tại vì ổng dễ quá cho nên bây giờ mình hư. À thế thì ông thầy giáo làm cái việc đó là ông thầy giáo có tội với học trò, có tội với học trò, chứ đâu phải là ông thầy giáo dễ mà học trò nên đó. Ông thầy giáo khó. Hồi tôi học đó là quý vị biết hòa thượng Đổng Minh bây giờ ổng chết rồi đó, cái ngày khai giảng cái lớp của tụi tôi học đó, ổng cầm ba cây roi mây lên bàn tổ á, ông quỳ xuống đưa cái ba cây roi, tôi tưởng là ông cắm nhang chứ. Ông lên ông cầm ba cây roi mây, ông nguyện với tổ thế này: Đổng Minh này là nguyện với chư tổ chư Phật, cầm roi đánh chúng tăng đồng nghĩa với cấm hương cúng dường chư Phật. Trời, ông bánh rồi hết phường, thôi thua rồi. Thế thì quý vị thấy có một vị giám học nào của trường Phật học mà cái ngày khai giảng mà cầm roi mây lên bàn tổ phát nguyện là cầm roi mây đánh chúng tăng đồng nghĩa với cấm hương cúng dường chư Phật, quánh thả cửa luôn. Mà người nào cũng nên hết, quý vị nên hết luôn. Lớp tụi ra 19 vị, là 19 vị giảng sư, vị nào cũng xuất sắc hết, không có vị nào dở hết, quánh thả cửa luôn. Ngài còn nói nữa: Đổng Minh này nằm xuống cho chúng tăng leo lên lưng mà đi. Đồng ý, ổng nằm xuống cho chúng tăng leo lên lưng ổng mà đi, nhưng mà đi qua cái lưng Đổng Minh để hành đạo, chứ mà lên đây mà dậm là chết à, lên cái lưng này dậm là chết à. Cho nên ngài mất rồi mà tăng sinh học với ngài đó, nghĩa là họ niệm niệm không bao giờ quên cái công phu này, khắc khe khó khăn vô cùng. Đó. Thế thì bây giờ nói sang cái học đường để quý vị thấy rồi. Một cái em học trò mà nó phá lớp thì cái bản nội quy đó có 20 điều, bây giờ bớt nó 10 điều nó cũng phạm. Tại vì sao? Cái tâm của nó lung tung, cái tâm nó trạo cử, cho nên nó 20 điều luật của cái học đường này mà bớt đi 5-10 điều nó cũng phạm như thường. Còn một cái em học trò mà nó trang nghiêm, nó đỉnh đạt, tâm của nó tề chỉnh rồi, thêm 2 điều nữa, 22 điều nó cũng không có phạm. Thêm 2 điều nữa nó cũng không phạm. Mà cái đứa mà nó bung lung đó, bây giờ 20 điều mà bớt đi 10 điều nó vẫn phạm như thường, vì tâm của nó bung lung. Cái tâm của nó bung lung, nó không có cái giới hạnh, thiếu cái giới hạnh rồi. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cỡ nào nó cũng phá được hết, cỡ nào nó cũng quậy được. Mà cái đứa nó trang nghiêm rồi, nó cái tâm của nó chững chạc rồi, thì nhà trường thêm cái bản nội quy đó 5 điều 7 điều nữa nó cũng bình thường, nó không có bao giờ phạm, vì nó có cái giới hạnh. Còn nó mất cái giới hạnh này đâu. Thế bây giờ người tu của chúng ta sao? Người tu của chúng ta sao? Thế bây giờ giới luật của Đức Phật như vậy đã có rồi đó, nhưng không ai giữ hết hết, không ai giữ hết hết, làm sao giữ hết cho nổi. Cho nên ngày xưa có một vị cư sĩ đó đến xuất gia, Đức Phật giao cho tôn giả Xá Lợi Phất làm thầy để truyền giới. Sáng hôm nọ ông kêu ông cư sĩ đó lên quỳ xuống, ông truyền. Ông truyền 10 giới, rồi ông truyền 20 giới, rồi ông truyền 50 giới. Ông cư sĩ này ông đứng dậy ông nói: hết chịu nổi rồi. Gì mà vừa thôi, giữ vậy sao chịu nổi. Thôi không có giữ nữa, nhiều quá. Quang mét Đức Phật nói: thưa Thế Tôn, ngài giao cho tôn giả Xá Lợi Phất truyền, ông đè đầu con, ông truyền gì quá trời, 50 rồi cũng còn nữa nữa, nhưng sao giữ nổi. Giữ không nổi. Thôi. Phật nói: thôi, giới thôi, giờ bỏ hết đi. Mấy giới mà tôn giả Xá Lợi Phất truyền, bỏ một giới thôi. Dạ được, ba cũng được nữa, cỡ ba thôi vừa. Thân khẩu ý thanh tịnh giữ đi. Dạ được, chứng quả liền. Có giới một thôi. Thế nè, thân khẩu ý thanh tịnh ông giữ đi. Ông nói ba giới ông giữ được, Phật nói giới thôi. Dạ nè con giữ được, vậy để chứng quả. Có giới thôi. Như vậy thì quý thầy cũng giữ thọ nhiều lắm mà giữ một giới thôi. Giới đó thôi.
mà giữ không được, chứ đâu phải nhiều đâu. Bao nhiêu Phật nói đó mà tụ trung rồi cũng có rồi, tam nghiệp hằng thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh. Thì ba nghiệp thanh tịnh này thì có thêm 380 giới, có 570 giới nữa cũng bình thường, không có chuyện gì nhiều hết. Mà cái ba này nó không thanh tịnh thì 10 giới cũng không xong, 5 giới cũng không được, đúng không nè? Một giới một thôi, một giới một rồi, có gì đâu. Như vậy là cái tiêu chuẩn của giới luật là phòng phi chỉ ác, viết giới, khai giá trì phạm, danh chủng tánh tướng, là viết luật. Giới luật thì có nhiều đó, có nhiều đó thôi, phòng phi chỉ ác. Như vậy là cái người mà ngăn ngừa cái tội lỗi, cái sai phạm ở trong tâm của mình thì người đó là giới thể trang nghiêm thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh đâu bằng là ý thanh tịnh, vì khẩu và thân là theo lệnh của tâm, theo lệnh của tâm. Bây giờ cái tâm của người đó họ khởi lên thì thân với miệng này mới hành động theo. Như vậy người đời người ta nói là gì? Hành động theo sau tư tưởng. Cái hành động theo sau tư tưởng. Thế cái người đó họ ăn cắp. Bây giờ luật pháp thì bắt cái người đó ăn cắp. Một là cầm tay lại, rồi chặt tay họ. Tại cái tay nó ăn cắp mà. Thế bây giờ phải hành cái tay này chứ. Đúng không nè? Đức Phật nó không phải, cái đó không phải. Cái đó là cái công cụ. Ta đừng đá động gì nó hết, để nguyên đó đi. Bây giờ ta xử lý cái tâm. Bây giờ tôi minh họa cái này đây, quý vị thấy là cái tay này không ăn cắp, mà cái tay này ăn cắp do cái tâm nó chủ động. Quý vị, cái anh bạn này tới nhà anh bạn kia chơi lâu ngày quá, ông bạn ông hỏi chơi mấy hôm, ông bạn này là 3 hôm. Thì cái ông chủ nhà này mới sắp đặt phòng xá đồ này kia khác nữa để tiếp khách ông bạn này chơi 3 hôm. Thì ăn cơm trưa xong rồi chiều thì vào nhà tắm. Thì cái ông bạn khách này đó mở cửa nhà tắm rồi dòm tới dòm lui máng áo, rồi trong văn thấy cái đồng hồ treo trên cái móc áo nó bằng đồng hồ của Thụy Sĩ. Tôi đi qua Thụy Sĩ tôi kể cái gian hàng nó bán đồng hồ quý vị nghe, 2 cây số, mà cái túi tiền của mình nó mua không được cái dây, 10.000 euro, 18.000 euro cái đồng hồ. Cái túi tiền trong mình mua không được cái nửa sợi dây của nó. 2 cây số luôn. Cái gian hàng đồng hồ của Thụy Sĩ. Bữa tôi đi giảng Phật đản bên đó rồi, mấy anh Phật tử mới lấy xe chở tôi đi thăm cái gian hàng đồng hồ của Thụy Sĩ. Tôi nói thôi hết biết rồi, cuộc đời tôi chắc lần thứ nhất tôi không lấy, thấy lần thứ hai nữa, thôi chơi thôi chứ. Thì anh thấy cái đồng hồ xong rồi đắt tiền, biết đồng hồ này đắt tiền. Thì con mắt chỉ có bổn phận tiếp xúc với cái đồng hồ, con mắt này tiếp xúc với đồng hồ, nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, sinh ra cái hiểu biết của con mắt là thức, là thức chứ không phải là con mắt. Như vậy khi nhận thức, nhận cái tiếp xúc với cái đồng hồ này rồi thì thức là minh liễu phân biệt, tức là nó nhận biết cái này tốt cái này xấu. Thì cái phiền não, cái tham tâm khởi ở trong 51 món tâm sở phiền não, nó khởi lên cái tham tâm sở thì xuôi cái tay này lấy. Như vậy đâu phải là cái tay này bình thường, nhưng mà cái tham tâm sở nó khởi lên là do con mắt này thấy tiếp xúc với cái đồng hồ này, sinh ra cái hiểu biết của con mắt là thức, cho nên nó nhận biết cái đồng hồ này là có giá trị nhiều tiền, là tham tâm sở khởi lên. Rồi nó xuôi cái tay này, điều động cái tay này lấy, nhét vô cái lưng quần ra. Thì bây giờ đó, nói với ông chủ nhà là mình mới nghe cuộc điện thoại ở nhà ta gọi có con chuyện ai đó bị tai nạn giao thông gì đó. Như vậy đặng mà tẩu tán cái đồng hồ này, nhét lưng quần này chứ, không nè. Như vậy đi về, như vậy ăn cắp lúc nào. Bây giờ cái ông chủ nhà này ông bắt được, ông bắt còng 2 cái tay này là sau cái thức này phân biệt,
sao con mắt này nhận thấy tất cả những cái đó trước hết, mà nó nhạy bén, mà nó âm thầm không ai thấy được hết. Thế thì cái tai này lẽ ta bắt được cái tai này là cái quả, mà cái nhân của nó ta không thấy. Bây giờ cái trường hợp khác, cũng cái người đó, cũng cái hoàn cảnh đó, cũng cái đồng hồ đó, nhưng mà khi thấy cái đồng hồ rồi, anh chàng này tắm rửa bình thản đàng hoàng, mặc đồ đàng hoàng, tay lấy cái đồng hồ. Nhưng mà cái tham tâm sở không khởi lên, mà thiện tâm sở khởi lên, cầm cái đồng hồ này đi ra dơ lên, hỏi đồng hồ này của ai? Thì không vợ thì chồng, không chồng thì con cái của người ta, chứ ai trong gia đình này? Thế thì ông chồng anh ấy của mình á, mình tắm mình bỏ quên á, gặp tao chứ gặp ai là rầu rồi, còn làm anh hùng rôm nữa chứ nữa. Ngon lành anh hùng rôm nữa chứ, gặp tao rồi chứ gặp ai là rồi đó. Tao không ăn cắp, còn người ta thì ăn cắp, rõ ràng không? Như vậy trong 51 món tâm sở có 11 món tâm sở thiện, là vô tham, vô sân, vô si, nó là tam thiện căn. Mà tham sân si tức là tam độc. Nếu mình không có ba cái món tam thiện căn, đố ai mà tu được? Đố ai mà tu được? Cho nên mình có cái giới rồi, thành cái giới hạnh, là mình thấy cái đồng hồ đó là cái tướng của giới nó hiện lên rồi. Cái tướng nó hiện lên rồi, không được gian tham trộm cắp, thì mình cầm cái này ra mình tề chỉnh, mình nói với ông chủ nhà đàng hoàng là cái giới hạnh, giới hạnh. Ông này nói, ôi trời, chú tu tốt quá, chú đàng hoàng quá, thiệt là tốt, người thiệt tốt, không tham. Thì như vậy họ thấy cái gì không tham? Họ thấy cái tai này không tham. Họ nói cái tai này không tham, con người này không tham. Nhưng mà cái giới ở trong đó, nó có trong đó, người ta đâu có biết. Không có cái giới thể này, không có cái giới tướng này, thì không bao giờ có cái trường hợp là cầm cái đồng hồ ra hỏi của ai đâu. Đó là bốn cái hoa của giới tôi trình bày hôm nay để quý vị thấy. Nó liên quan ở trong cái mùa an cư kiết hạ. Như vậy cái mùa an cư kiết hạ này, cái chủ trương của giáo hội là làm cái gì? Là thúc liễm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học. Cái mục đích của giáo hội trong cái thông bạch của Trung ương đó, là nói cái mục đích của cái an cư kiết hạ này là thúc liễm thân tâm. Như vậy trong tâm của quý vị có cái gì đâu để thúc? Cái thân của quý vị có gì đâu thúc? Là bởi vì thân với tâm này nó liên quan, cho nên chẳng lẽ thúc tâm không mà không thúc thân? Mà chẳng lẽ thúc thân không bỏ tâm đi ngoài chợ sao? Cho nên giáo hội phải nói là thúc liễm thân tâm. Thân tâm nó là, tôi giảng cái bài trên Hoằng Pháp, thân đâu tâm đó, đó. Thân tâm nó liên hệ với nhau, cho nên hãy thúc thân, thân thì cũng thúc tâm. Mà thúc tâm thì cũng phải thúc thân, chứ không lẽ là thúc một rồi bỏ một là sao? Thúc liễm thân tâm. Như vậy là thân của quý vị ở trong cái đạo tràng này, trong cái giới trường này, mà tâm của quý vị có ở trong cái giới trường này hay không? Đó là cái trường hợp thứ hai, là cái thân ở trong cái giới trường này mà cái tâm ở ngoài cái giới trường này. Cái trường hợp thứ ba là cái tâm ở cái giới trường này mà cái thân ở ngoài giới trường này. Đó nè. Như vậy thân và tâm đều ở trong cái giới trường này, gọi là thúc liễm. Mà thân ở giới trường này, tâm ở ngoài hè, không phải thúc liễm. Ngược lại tâm ở đây mà thân ở ngoài hè, nó cũng không thúc liễm. Cái thân đi an cư, cái thân phải là học giáo lý, cái thân phải đi quả đường, cái thân phải niệm Phật, phải tụng kinh. Chứ không lẽ rồi có tâm, có thân ở ngoài hè đi chơi. Nói tôi an cư mà ngồi ngoài hè quánh cờ tướng. Nói thì làm sao thúc liễm được. Đó nè, thúc liễm là như vậy. Cho nên đau đó, thì đạo Phật giải thích cho chúng ta là có hai trường hợp. Thân đau mà tâm không đau. Có trường hợp là thân tâm thân cùng đau, hay là tâm đau mà thân không đau. Thế thì quý vị đọc cái lắng nghe tiếng hát sông Hằng của bác sĩ Quách Huệ Trâm này, quý vị có cái câu chuyện trong đó hay không?